vì pháp chứng đắc của A-la-hán vân vân cùng với pháp phàm phu không có tướng sai khác. Lại nữa, bạch Thế Tôn, con sẽ bảo họ, pháp Phật nói ra chẳng làm cho hữu tình đã đang sẽ được nhập niết bàn. Vì sao? Vì các hữu tình rốt ráo không. Lại nữa, bạch Thế Tôn, các thiện nam tử vân vân đi đến gặp con và thỉnh Bát Nhã Ba La Mật Đa mà ngài và Như Lai đã từng bàn luận, xin ngài vì chúng con mà nói, hôm nay chúng con rất muốn nghe. Con sẽ bảo họ, các ông muốn nghe, chớ khởi tâm lắng nghe, cũng đừng buộc niệm, nên khởi tâm như huyễn như hóa, có như vậy mới hiểu được lời ta nói. Các ông nếu muốn nghe pháp của ta phải khởi tâm thế này, pháp hôm nay được nghe như dấu chim trên không, như người nữ không con, thạch nữ. Như vậy mới nghe được lời ta nói. Nếu muốn nghe pháp của ta, các người chớ khởi lên hai tưởng. Vì sao? Vì pháp ta nói xa lìa hai tưởng. Này các người, không nên phá hoại ngã tưởng, chẳng khởi các kiến chấp đối với giáo pháp của Phật, không có sự mong cầu ở trong pháp của phàm phu, chẳng ưa rời động. Vì sao? Vì tướng của hai pháp là không, không có sự lấy bỏ. Bạch Thế Tôn, có những hữu tình thỉnh con thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Trước hết con dạy kinh, dạy luật, rồi đem ấn vô tướng, ấn định các pháp, làm cho người mong cầu nghe pháp để xa tâm chấp trước. Sau đó vì họ thuyết pháp tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, Đức Phật khét ngợi đồng tử mạn thù thất lợi. Hay thay, ông đã thuyết giáo pháp mà ta đã nói một cách hoàn hảo và đã nói được phương tiện. Mạn thù thất lợi, thiện nam, thiện nữ vân vân nào, muốn thấy Như Lai, muốn gần gũi Phật để cúng dường, cung kính, phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Những hữu tình nào muốn thỉnh chư Phật làm vị đại sư, phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Những hữu tình nào muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, hoặc chẳng muốn chứng, phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Những hữu tình nào muốn được thiện xảo tất cả các định, phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Những hữu tình nào muốn được tự tại phát khởi tất cả định, phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Vì sao? Vì đối với các tam ma địa, cần phải biết các pháp không sanh, không diệt, không tạo tác, không hành động, mới có thể tự tại phát khởi. Vì sao? Vì đã thấu rõ các pháp là không, không có ngăn ngại. Những hữu tình nào muốn thấu rõ các pháp đều có sự xuất ly, không có một pháp nào không có sự xuất ly, phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Những hữu tình nào muốn thấu rõ các pháp chỉ là giả lập, không có sự chân thật, phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Nếu muốn biết rõ các loài hữu tình tuy hướng tới quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nhưng không thấy có hữu tình hướng tới Bồ Đề cũng không có sự thối lui, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Vì sao? Vì đã thấu rõ tất cả pháp, tức là Bồ Đề. Nếu muốn hiểu rõ tất cả hữu tình hành hạnh Bồ Đề, không có kẻ nào chẳng hành, cũng không có sự thối lui, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Vì sao? Vì Bồ Đề tức là thật tánh của các pháp, tất cả hữu tình đều hành các pháp, không có người bỏ pháp, các hành đều là không, nên không thối lui. Nếu muốn hiểu rõ tánh tất cả pháp tức là Bồ Đề, tất cả Bồ Đề tức là pháp giới. Đây tức là thật tế tức là không, tâm không thối lui thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Mạn thù thất lợi, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu chỉ rõ tác dụng khó nghĩ bàn và sự làm lợi ích hữu tình của chư Phật cũng là chỗ mà Như Lai đã dạo qua. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không thể thị hiện, không thể tuyên thuyết, là pháp không đoạn, chỉ có Như Lai như thật giác ngộ và dùng phương tiện thiện xảo thuyết giảng cho hữu tình. Mạn thù thất lợi, nếu có bí sô ni vân vân đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, tối thiểu thọ trì, dù một bài kệ bốn câu giảng nói cho người khác, thì nhất định hướng tới Bồ Đề an trú cảnh giới của Phật, huống gì thường tu hành theo lời dạy, nên biết người này chẳng đọa vào cảnh giới ác, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Mạn thù thất lợi, những hữu tình nào nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, tâm chẳng quên mất, cũng chẳng kinh sợ, lại hoan hỉ tin thọ. Phải biết những người này nhất định sẽ chứng được tất cả pháp Phật, chắc chắn được tất cả Như Lai ấn chứng hứa khả, thâu nhận làm chúng đệ tử. Mạn thù thất lợi, những thiện nam thiện nữ vân vân nào tin nhận pháp ấn vô thượng của Như Lai là Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, sẽ được phước vô lượng,
Pháp ấn này được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác cùng nhau hộ niệm, các vị A-la-hán, Bồ-tát, bậc trí và các thiên thần đều cùng nhau bảo vệ giữ gìn. Những thiện nam tử vân vân trụ Bồ-tát thừa, được ấn này ấn chứng, tức đã vượt qua các cảnh giới ác, thanh văn độc giác nhất định sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ-đề. Khi ấy, trời Đế Tích liền cùng với vô lượng thiên tử cõi trời 33, cầm các thứ hương hoa xinh đẹp của cõi trời, hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen trắng, hoa sen vàng, hoa vi diệu âm, hoa diệu linh thoại và bột hương trên đàn cúng dường Bát Nhã Ba La Mật Đa và tung giải dâng lên Như Lai. Mạn thù thất lợi, tất cả Bồ Tát và Thanh Văn vân vân lại trỗi các thứ âm nhạc cõi trời ca ngợi diệu pháp để cúng dường. Lại phát nguyện, nguyện cho tất cả chúng tôi thường nghe pháp ấn vô thượng của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Trời Đế Thích lại phát nguyện, nguyện các loài hữu tình ở châu Thiệm Bộ thường nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa, vui mừng thọ trì thành tựu giáo pháp của Phật. Thiên chúng chúng tôi thường hộ vệ, khiến cho người thọ trì không gặp trở ngại. Các loài hữu tình ít dùng công sức mà được lắng nghe thọ trì đọc tụng, phải biết đều là oai lực của chư thiên. Phật khen trời Đế Thích, Thiên Chủ, nay ông đã phát được nguyện, nếu có người nào nghe được nguyện này vui mừng thọ trì, nhất định sẽ thành tựu các pháp của Phật, mau hướng tới quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Mạn thù thất lợi liền bạch Phật, cúi xin Như Lai dùng sức thần thông hộ trì Bát Nhã Ba La Mật Đa, trụ lâu ở thế gian để làm lợi ích cho tất cả. Phật liền hiện sức thần thông lớn, làm cho các núi đại địa ở thế giới tam thiên đại thiên rung động sáu cách. Đức Phật lại mỉm cười, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp thế giới tam thiên đại thiên. Mạn thù thất lợi liền bạch Phật, bạch Thế Tôn, đây là tướng Như Lai hiện sức thần thông, hộ trì Bát Nhã Ba La Mật Đa, trụ lâu ở thế gian để làm lợi ích. Phật dạy, đúng vậy, đúng như ông nói, ta dùng thần lực hộ trì pháp ấn vô thượng, Bát Nhã Ba La Mật Đa, làm cho trụ lâu ở đời để làm lợi ích cho hữu tình. Chư Phật Thế Tôn thuyết pháp thủ thắng rồi, theo đúng pháp này, đều khởi lên sức đại thần thông, hộ trì pháp này được trụ lâu ở thế gian, khiến cho các thiên ma không thể làm gì được. Những bọn người ác không thể hủy báng, tất cả ngoại đạo hết lòng sợ hãi. Nếu người nào siêng năng tu học pháp này thì tất cả chướng nạn đều bị tiêu diệt. Khi Đức Bạt Giả Phạm thuyết kinh này rồi, tất cả chúng đại Bồ Tát mà Mạn Thù Thất Lợi là vị đứng đầu, cùng với các bí xô, bốn bộ đại chúng, trời rồng, dược xoa, a tố lạc, vân vân, tất cả chúng hội nghe Phật thuyết pháp đều vui mừng tin nhận, phụng hành. Hết quyển thứ 575.